Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ vì gia đình nghèo khó, ở quê lại không có công ăn việc làm ổn định. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng đã quyết định vay vốn, mượn một số tiền lớn cho vợ đi xuất khẩu lao động. Còn chồng thì ở nhà chăm lo cho hai đứa con. Sau vài năm trả hết nợ nần và có chút của để dành, người vợ trở về đoàn tụ cùng gia đình. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, gã chồng đã thẳng tay sát hại vợ một cách tàn nhẫn. Xong, hàng xóm láng giềng lại tỏ ra thương xót cho anh chồng và còn mong rằng tòa sẽ giảm án, xử nhẹ cho người chồng. Tại sao một hành vi tội lỗi lại được nhiều người cảm thông như vậy? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Thủ phạm trong vụ án là Nguyễn Văn Hảo, sinh năm 1977, ngụ xóm 15, thôn Thuận Hiệp, xã Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình. Nạn nhân là người vợ Trịnh Thị Mến, sinh năm 1979, ngụ cùng địa chỉ. Trọng án xảy ra vào đêm ngày 10 tháng 6 năm 2015. Con trai 13 tuổi của cặp vợ chồng này cũng là nhân chứng vụ án kể lại, tối đó chỉ có ba mẹ con ăn cơm ở nhà, bố đi uống bia. Đến 19 giờ, hai đứa con đi chơi, chị Mến ở nhà một mình. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, hai anh em đi chơi về, không thấy mẹ đâu, chỉ thấy bố. Lúc lên giường ngủ, cháu thấy đệm giường đổi chiều, nền nhà lau ướt, đứa trẻ kể lại. Việc mẹ thường xuyên vắng nhà là bình thường nên hai đứa trẻ không thắc mắc gì, ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, người dân khu vực tổ 16, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình cách nhà chị Mến khoảng 19 cây số đang tập thể dục thì phát hiện một thi hài trôi trên sông Trà Lý. Trục vớt thi hài lên bờ, cảnh sát kết luận đó là chị Mến. Xác định nghi phạm chính là chồng nạn nhân, nhưng khi đến nhà, anh Hảo đã biến mất cùng chiếc xe máy. Cha nghi phạm cho hay, khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 6, ông nhận được điện thoại của con trai dặn dò ông bà chăm sóc giúp hai con trai vì con sẽ không quay về nữa. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, ông nhận được điện thoại trưởng khóm, thông báo phát hiện thi hài con dâu ở sông Trà Lý. Tôi lập tức mừng tượng ra chuyện chẳng lành, liền gọi điện cho con trai nhưng đã không liên lạc được, người cha nói. Thế nhưng, đằng sau vụ việc rúng động trên là cả một câu chuyện đau lòng. Chị Phạm Thị Tân, hội phó hội phụ nữ thôn Bách Hiệp, xã Bách Thuận buồn rầu kể, người ta trách thằng Hảo 10 thì cũng trách kem Mến tới 8, 9 phần. Ngày trước, vợ chồng nó đều tần tảo, làm lũ làm lụng, gia đình sống hòa thuận êm ái. Những mâu thuẫn vợ chồng xảy ra bắt đầu từ ngày Mến đi lao động xuất khẩu về nước mới được vài tháng nay. Theo chị Tân, chị Mến đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan hai đợt. Đợt thứ hai chưa hết thời hạn, nhưng anh Hảo gọi điện bắt vợ về nước sớm. Mến mới về quê được gần 4 tháng nay. Vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, liên tục lời qua tiếng lại. Có lần Hảo còn hành hung vợ và chị Mến dối bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Rồi, chị Mến đòi sống ly thân, viết đơn ly dị. Hai lần, Tòa án Nhân dân huyện Vũ Thư đã tổ chức hòa giải nhưng không thành. Họ hẹn khoảng cuối tháng 6 sẽ tổ chức phiên xử ly hôn. Nhưng gần đến phiên tòa thì xảy ra chuyện. Chị Tân cho biết, khi mâu thuẫn vợ chồng xảy ra, chính Hảo đã đến nhờ hội phụ nữ đến khuyên can, hòa giải giúp vợ chồng mình. Hai lần, hội phụ nữ xã đến hòa giải, nhưng chị Mến một mực không chịu. Gần chục năm trời vợ đi nước ngoài, anh Hảo ở nhà tần tảo, làm lũ nuôi hai đứa con thay vợ, việc gì cũng đến tay. Anh ấy chẳng nề hà việc gì, vừa lo mấy mẫu vườn tược, vừa đi thợ xây, thợ nề kiếm tiền nuôi con. Tiền chị Mến đi làm gửi về, anh chị ấy mới cất được tầng hai ngôi nhà khang trang. Chưa hưởng thụ được là bao thì xảy ra chuyện, chị Tân não ruột kể. Sẽ viết đơn xin giảm tội cho anh Hảo. Trong câu chuyện của hội phó hội phụ nữ, người chồng ra tay tước đoạt mạng sống của vợ, rồi cho bao tải thả trôi sông. Nguyễn Văn Hảo là người hiền lành, chịu thương chịu khó, chưa bao giờ có điều qua tiếng lại với hàng xóm. Trong mấy tháng kể từ khi vợ mới về nước, những lúc vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, Hảo vẫn âm thầm nhẫn nhịn. Lần không kiềm chế được, đấy là lần Hảo thượng cẳng tay vào mặt vợ hai cái do Mến nói hỗn với mình. Sau lần ấy, Hảo đến tâm sự, nhờ chị Tân đại diện hội phụ nữ đến khuyên nhủ vợ giúp mình. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, chị Mến đã bỏ nhà đi gần chục ngày và vừa mới về đến nhà được vài tiếng đồng hồ, buổi tối thì xảy ra sự việc. Buổi sáng sớm ngày 11 tháng 6, khi chưa biết chuyện chị Mến được người ta phát hiện bị thiệt mạng ở khu vực Hoàng Diệu, tôi vẫn gặp anh Hảo đi làm. Người hiền lành như anh Hảo, có lẽ khi gây án xong, anh ấy quẫn chí nên mới đưa thi hài vợ đi thủ tiêu như thế. Cả làng, cả xóm đều bất ngờ, không tin đó là sự thật. Chị Tân nói thêm,
Người thiệt mạng đã thiệt mạng rồi, ai có tội thì người đó phải chịu. Nhưng quan trọng, đó là hai đứa con. Một lớp 11, một đang học lớp 7, sẽ chịu cảnh mất mẹ, bố ngồi tù, đau đớn và ai oán lắm. Hung thủ xin đầu thú. Ngày 12 tháng 6, Hảo gọi điện cho cảnh sát xin đầu thú khi đang lẩn trốn ở chùa Tùng Lâm Giao Thủy, Nam Định. Tại cơ quan điều tra, Hảo cho rằng bị vợ dồn đến đường cùng nên mới ra tay. Hải hai tối ngày 10 tháng 6, sau khi đi uống bia về, Hảo có hỏi vợ là có đâu thì Miến văng tục, chửi bới Hảo. Sẵn hơi men trong người cộng với những bức xúc tích tụ từ lâu, Hảo đã xuống nhà dưới, lấy một ống tiếp nước bằng sắt phi 34, dài 60 phân lên phòng ngủ tìm vợ. Thấy chị Miến đang sử dụng điện thoại, Hảo dùng tuýp nức, khom người, giáng mạnh vào sau gáy của vợ, khiến chị này gục ngay tại chỗ. Thấy vợ đã tắt thở, Hảo kéo thi hài vợ xuống bồn nước bằng bê tông, cao 2,35m sau nhà để cất giấu đợi lúc vắng vẻ sẽ mang đi phi tang. Sau đó quay trở lại lau chùi các dấu vết, lật đệm giường lại. Khi các con đã ngủ, đối tượng cho vợ vào bao tải dùng để đựng hoa hòe, màu trắng và chở trên chiếc xe máy đi qua quãng đường dài 15 cây số để vứt xuống sông Trà Lý. Giải thích về việc vì sao lại mang thi thể vợ đi xa như vậy để phi tang, Hảo khai rằng lúc đó không có chủ định gì, chỉ thấy vứt càng xa càng tốt. Tuy nhiên, sau đó do dây buộc bao tải chứa thi hài chị Miến bị tuột nên phần đầu nạn nhân nhô ra bên ngoài. Sau khi vứt nạn nhân xuống dòng nước, đối tượng đi chiếc xe máy trên về gửi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và đi xe ôm về nhà. Sáng hôm sau ngày 11 tháng 6, sợ bị bắt, Nguyễn Văn Hảo đi xe máy của mình đến hiệu cầm đồ và để lại xe ở đó, rồi đến bệnh viện lấy xe máy của vợ đã gửi hôm qua, để bỏ trốn. Chạy sang Nam Định, nhưng không có bạn bè, người thân, không biết đi đâu, Hảo thuê một phòng tại nhà nghỉ ở đây để ngủ. Xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại chùa Tùng Lâm Giao Thủy, Nam Định, công an tỉnh vận động đối tượng ra đầu thú. Có mặt tại cơ quan điều tra, Hảo luôn tỏ ra rất ân hận, luôn khẳng định mình là người yêu vợ. Bi kịch xuất ngoại. Nói về nguyên nhân vụ án, ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1951, bố thủ phạm kể. Ông là người đứng tên mang sổ đỏ đi thế chấp vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng cho con dâu đi xuất khẩu lao động. Chẳng ngờ sau khi về nước, đùng đỉnh tiền bạc, con dâu chê chồng xấu xí, đen hồi, không hợp, nhiều lần đòi ly dị, mâu thuẫn xảy ra, dẫn đến thảm án. Nếu nó không đi nước ngoài lao động, không tiếp cận với cuộc sống hiện đại xa hoa thì gia đình tôi đâu đến nỗi tan nát thế này. Người đàn ông tóc đã bạc nửa đầu than thở. Hung thủ là con thứ hai trong gia đình bốn chị em, học hết lớp 7 ở nhà giúp bố mẹ việc đồng áng. Năm 1997, sau một thời gian tìm hiểu, anh cưới Mến, cô hàng xóm cách nhà khoảng 2 cây số cùng cảnh nông thôn quê mùa. Lần lượt hai đứa con trai ra đời năm 1998 và 2002. Đến năm 2008, thấy nhiều người địa phương đi xuất khẩu lao động mang về số vốn lớn, xây nhà cửa khang trang, chị Mến cũng muốn xuất ngoại mong đổi đời. Tiền bạc không có trong khi chi phí mất hơn 100 triệu đồng, gia đình chồng bàn trước tính sau. Mang giấy tờ nhà đất đi thế chấp vay tiền ngân hàng cho con dâu đi Đài Loan. Sau 3 năm xuất ngoại, chị Miến trở về, thay đổi tính nết, ít ra ruộng vườn lao động cùng gia đình. Chỉ chú ý chăm sóc bản thân, làm đẹp. Ít lâu sau, chị đòi tiếp tục đi xuất khẩu lao động dù cả hai bên nội ngoại đều khuyên can nên ở nhà. Tháng 4 năm 2012, chị Miến tự ý đi lao động nước ngoài, sang Macau khoảng một tuần lễ mới gọi điện thông báo cho chồng. Mọi người trong gia đình đều giận, nhưng bất lực, đành chịu. Hơn một năm sau, tháng 12 năm 2013, chị Miến về nước. Lại giống như đợt trước, sau khi ăn Tết, thiếu phụ tiếp tục đòi đi nước ngoài. Dù chồng con và hai bên nội ngoại không đồng ý, tháng 2 năm 2014, chị Miến xuất ngoại lần thứ ba, đến cuối năm đó mới về hẳn. Nhiều hàng xóm nhận xét, dù có vợ nhưng Hảo sống cảnh gà trống nuôi con. Ngoài trồng màu trên mấy xào ruộng, anh đi khắp nơi quanh vùng làm nghề thợ xây. Ngày đi làm, tối anh về nhà chăn nuôi gà lợn. Thiếu phụ Tây Hóa. Theo gia đình, sau khi về nước, nạn nhân không còn mặn mà với người chồng, chê bai chồng đen hôi, xấu xí, nhiều lần tuyên bố, tôi không thể sống với anh. Chị Mến không làm những công việc liên quan đến đồng ruộng nữa. Trong khi chồng cả ngày đầu tắt mặt tối đi làm, chị ở nhà ăn mặc diêm dúa, thường xuyên làm đẹp, đi hát. Người cha chồng cho hay, con dâu muốn được ly dị, nhưng con trai ông không đồng ý.
cố níu kéo để gia đình không tan nát. Thấy chồng hiền lành, thậm chí có phần nhu nhược, chị mến lấn đến, thường xuyên cố tình tạo xích mích với chồng, chuẩn bị cho kế hoạch ly dị. Sau nhiều lần gửi đơn ra tòa, ngày 6 tháng 4 năm 2015, Tòa án Nhân dân huyện Vũ Thư mời hai người lên làm thủ tục. Phiên xử chưa mở thì vụ án xảy ra. Ngoài việc chê chồng đen đúa bẩn thỉu, theo một số nhân chứng, nạn nhân còn có quan hệ ngoài luồng với một chàng trai 27 tuổi cách nhà khoảng 10 cây số. Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hảo về hành vi sát hại người. Rồi đây, sau song sắt nhà giam, Hảo sẽ phải ăn năn hối hận về những tội lỗi mà mình đã gây ra. Thưa quý vị, vụ án đau lòng đã khép lại, nhưng nỗi đau thì quá lớn. Một người ra đi mãi mãi, người còn lại phải trả giá cho tội lỗi của mình trong tù tội. Chỉ thương cho hai đứa trẻ một lúc phải chịu hai nỗi đau, mất mẹ, vắng cha. Vụ án cũng là hồi chuông cảnh tỉnh trong việc giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Tới đây, chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc ở đây. Mời quý vị tiếp tục lựa chọn những clip đang hiện trên màn hình để cùng theo dõi những vụ việc tiếp theo. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.